bụng mà vẫn phải đi. Hello bà con, bữa nay mình sẽ đi hái bồn bồn, tiếng Mỹ kêu bằng khát theo, cái đuôi mèo dịch ngang cái ngựa ớn ngang học thì bẻ đuôi mèo. Nam kêu bồn bồn thì bẻ ra nhà của bà khách bẻ, trong rừng có nhưng mà bây giờ thích là nhà bà khách bẻ, tại trứng là vậy đó mà. Bây giờ hai chồng after work lo làm tối ngày, đâu có thời gian đâu quay phim. Mắc cái gì mà năm nay quá chị khách, khách làm bỏ ăn luôn, vẫn làm không hết. Ủa cái gì vậy đó, thành ra hai chồng không có thời gian làm tùm lum hết, nói chung là làm tùm lum hết, tiền, thành ra không có thời gian quay phim. Tần chắc quay một cái phim, một cái video, hai tuần một cái video. Ráng đợi đi bà con, nữa tôi già rồi tôi sẽ quay mỗi ngày luôn, tại không có cái gì làm á, về hưu á. Tính về hưu mà không biết chừng nào mới về hưu. Tiền theo về hưu. Không tiền sao về hưu? Tiền mới về hưu được. Bạn bè nó độc lắm, kêu có 10 triệu mới về hưu, kiểu này làm chắc tới găng cỏ không còn luôn quá. 10 triệu mới được về hưu. Thầy ơi, làm chừng nào mới được 10 triệu? Xỉu. Mà kệ đi, làm đi, chừng nào đủ 10 triệu về hưu. Anh phải 200 tuổi có được. Em chắc 150 tuổi mới được 10 triệu. Bạn bè anh em gì mà thiệt tình, người thì nói 2-3 triệu về hưu được rồi, người thì 5 triệu, người 10 triệu, rốt cuộc là bao nhiêu triệu? Rồi mọi người comment dưới đây, đúng 100 cái người, 100 người cho ý kiến rồi tôi sẽ lắc đau cái chỗ đó là tôi về hưu. Mà tôi về hưu mà mọi người kêu về hưu, mà tôi về hưu mà tôi lỡ tôi đói là tôi lên tôi ăn xin đó. Ừ, bà Tiến nói 5 triệu mà lỡ tôi 5 triệu mà không đủ rồi, tôi ăn hết 5 triệu mà tôi không đủ là tôi phải đi ăn xin, lên lúc đó lên đây kêu gọi được không? Không mấy mọi người đóng góp lẹ lẹ cho đủ rồi. Cho đủ 10 triệu đúng rồi, quyên góp đấy mới được về hưu chứ. Người thấy chưa, thấy đẹp không, đẹp không quá trời đẹp không. Lâu lâu cá voi vô đây nè, á trời luôn. Ôi bả có nguyên một vườn rau di động luôn nội ơi, rồi xanh xà son rau cần nước ơi bà, mọi người nhìn rau nhóc hết trơn, quá trời luôn, nguyên một vườn nha. Hãy quay qua đây nè, đó nguyên một vườn luôn, trời ơi. Xà lách son đó, đây nè. Ôi ôi, xà lách son mà cái cọng của nó nè. Còn đầu gấu vậy. Cái cọng của nó nè. Trời ơi, bà nội ơi. Cái cọng mà cầm tay tôi luôn, nhìn đi. Nhìn gì mọi người mới thấy không? Trời ơi, nó tốt. Má ơi luôn. Nước tao còn giờ lội nè. Ôi ôi, cô kìa nè. Bồn bồn. Bà nói với ổng rồi á. Đó, thấy chưa, quá trời luôn, rau cần già cái hình con nít ngồi thì ớn ăn quá bà nội này. Bà chân nhiều cá hàng độc không, đi nhìn vòng vòng bà cái nhà bà có gì ăn được không, cherry mà không có trời, quá trời bồn bồn luôn rồi, nó tốt bà ve kêu luôn. Mình chuẩn bị đồ nghề, lội xuống tên nha, nó cùng họ luôn đó. Còn ăn được không chàng? Được. Ui da, nó còn non nhớt à, nhưng mà thôi đi, bự quá rồi. Ở Mỹ thì nó nói là cỏ quan, mà Việt Nam mình thì nó là gao. Đây, cái này ra làm cỏ giùm bả nè. Anh nhổ lấy ra, anh chặt anh bỏ vô thùng á, ngắn rồi nữa về em tước ra. Anh bứt á. Đem gác về nhà mình chi. Nhiều đó mà nhiều. Làm trước này không tốt, phải dưới nước nó tốt. Cái đó cũng tốt vậy, em thấy cái nào cũng tốt thôi. Đây, nhổ cỏ giùm bả. Đó. Nó bự như cây mía á. Phải lấy dao chặt chứ bạn. Ê, té một cái là nằm sải tay nha bạn nghe. Ở đây không có cá sấu đâu các bạn. Tét ra đi.
Ồ, con nó trắng tinh kìa. Con nó non kìa, nó trắng tinh kìa. Ủa, con nó trắng kìa, đó đúng rồi. Ủa, nó non nó luôn. Vô rồi. Vô rồi anh em ơi. Rồi. Trời ơi. Nó non dữ vậy. Phải không? Ủa, sao nó già rồi? Cái già chồng. Vậy hả? Cho anh test cho em coi. Test cho người ta coi cái. Phải không? Sao em thấy làm như nó cái cọng trong nó già rồi bạn ơi. Ồ, nó cứng rồi. Già. Vậy là cái đó nó ra bông rồi bạn ơi. Bẻ cái này nè, cái này nó non nè. Cái này nè, ngay tay anh luôn nè. Ừ. Thiệt là hấp dẫn. Cái này non. Đúng không? Đó, non nhổ cái đó lên nè. Nhổ lên mới được. Úi giời ơi. Bắt lùng ơi. Ủa vậy cái cây kia nó sao ngộ ta? Dạ, nó mọc cờ lại. Mọc cờ là không được phải không? Nó sắp mọc cờ. Cái này chưa mọc cờ. Để thử cho nó non không. Chặt cái, non. Ê, 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 sao mà tốt nhiều quá ta? Ừ. Trời ơi, nó non nè. Ơi ơi, bậy bậy bậy. Hồ nó non nhớt luôn. Gần dưa hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Bỏ vô thùng. Đấy, nó như vậy đấy. Bây giờ cái thùng sao đen chứ gì. Đó. Rồi chặt vô đây rồi về em test cho. Chặt hết đi. Ôi ôi. Làm dưa. Ai ăn bồn bồn không? Qua Oregon đi. Tôi có bà mối này rồi nè. Mặc đồ xuống tước. Nó mập. Con nó mập kìa. Ngon kinh khủng. Quá trời luôn rồi. Đây bạn ơi, bạn ơi. Bạn ơi, cái mà bạn ơi. Quá trời non luôn à. Này làm dưa. Làm dưa chua. Bồn bồn. Cái cây này non non nữa cho nó lớn lên. Thôi đâu cần đâu. Mấy tháng nữa chưa hết đi. Gì hả? Về mà làm dưa chua mà ngon rồi nghe. Ủa nó mập ghê hồn luôn đó, mà vô gần đâu mập vậy đâu. Ừ, đâu có ngon hơn gì. Quá trời mập luôn rồi, nó trắng tin luôn á. Như đúng mía vậy trời. Như nó mía vậy con nè. Cái mà bành bành kỳ luôn. Ôi con nó non mà nó chảy nhựa luôn á. Nó nói hai thằng khùng này làm gì, mấy anh Mỹ hai thằng khùng này làm gì. Cãi hai thằng tao. Đi. Lấy sợi con lắc son về trồng nữa. Này em đang diễn ghi một mới thôi nè. Nè, đâu cần nước nè quý vị. Đầy hết trơn, đâu cần nước. Đâu cần nước nè, đầy hết. Nói chung là mình lộn rừng năm năm rồi, mình lộn rừng đâu có tươi bằng này. Ở đâu có tốt không non. Mình lộn cực khổ thế mà mẹ luôn. Ê. Còn đây vô tư mà bẻ chẳng có thằng nào la đất của bà Ni Bờn nào la đạo. Hay là hoặc là mình sợ con gấu này con kia. Trời ơi, rồi có mối rồi, đây sắp tới. Anh tước bớt đi anh. Anh tước với bớt đi. Đây coi coi, đem coi cái cọng coi. Đem coi coi trong đó nó cọng gì này không. Hết rồi quý vị ơi. Ủa cái lá nó cũng còn non nhớt rồi nghe. Ở trong này nè. Nó còn non nhớt à. Chắc bữa nào ra mẹ. Bữa nào ra ngoài mẹ với định rồi. Nhỏ không má hả? Để góc. Trời ơi, cũng nó tốt. Ui da. Ui nó có ngộ lắm nè. Nó có như mũ gòn vậy á. Cái này chắc mát lắm nè. Ờ, có nhựa của nó kìa, y như mũ gòn trời. Ơi cái này có khi nào đắp da đẹp không? Ui cái nhựa của nó ngộ lắm nha. Trong veo như mũ gòn. Anh tét 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 bớt đi, anh chặt chi một đống á, nhìn như một đống vậy. Anh nhổ xuống giữa banh 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 nha. Không lẽ giờ có gặp bà Nay Bờ bà đi mà mượn bà quay phim giùm. Để sao. Rồi đem về trồng nữa, có vụ này nữa. Thôi đừng có nhổ cây đó bự quá mà trồng gì. Rồi đứt gốc rồi. Đứt gốc rồi. Về có cây trồng. Thôi. Để nó lên nè. Rồi cái củ nó ngon không chết vậy. Đi. Nó có củ dưới. Ngon quá. Được rồi. Ăn được không? Mềm không? Lột thử nè. Mọi người nhìn nè. Ôi giời ơi, nó non mà nó bự kinh khủng không? Trời ơi, nó bằng cầm tay tôi luôn cái gốc.
Dọn hồ, dọn hồ, đúng rồi đó. Chính xác là vậy đó bạn. Nó hơi cái hồ của bạn, biết rồi bé hết, nhìn thấy cái hồ luôn rồi. Chặt bớt rồi bé. Cây nào cây đấy hết hồn, hết vía luôn. Ồ, đất ô nó bự. Này làm phước luôn nè. Anh chặt cái gốc luôn đi. Ủa sao nó bẻ trên đây mà đi xuống dưới làm chi vậy? Anh rảnh quá nghe lờ bả. Nhìn cái hồ con khỉ. Ăn hết hồ bà luôn á. Dạ anh dục cái này dơ chân em. Được rồi, chặt ngang đó được rồi. Nè, một thùng luôn nè quý vị ơi. Hai chồng công nhận thiệt. Nhưng mà đi ra ngoài vậy, work out vậy, nghĩa là mình ra ngoài mình hít thở không khí trong lành. Vui không? Ốc bu. Cái mí á. Bự chà bá lửa. Chặt ngang cái đó đi. Chặt ngang nữa tại vì cái đó vừa khỏi cái góc đúng rồi. Một thằng chặt, một thằng lụm. Đồng lụm ơi, bậy, bạn té hả bạn? Vừa cái gì? Mập quá trời, cây nó bự hả? Nhìn nè, nhìn cái cây nè. Ôi má ơi, nó bự. Đó, mình bẻ một cây bằng nửa cái này à. Nửa đâu, cũng được nữa. Cái cọng thấy đứt ruột luôn. Đẹp quá, trời bự luôn nè. Đúng rồi, ui. Hơn hai chồng tôi đó nha. Mập bít cái hồ quá trời. Ôi, cái cây này nó mập. Ôi ơi. Kinh khủng. Má ơi, cái cây nó mập. Gì dễ coi hơn. Nắng chói chang tôi quá. Mọi người đây nó bị chói quá. Phước cho mọi người coi nè. Che gì nó thấy. Ây da. Đó. Che từ từ. Bạn ơi. Nè thấy chưa. Con nó non nè. Ui xèn ơi nó non. Thấy chưa. Bự chưa. Bạn chẳng không? Bạn chẳng không? Thấy ghê không? Non gì mà nó non kinh khủng. Cái này không ai tứ phân tứ gì luôn nha. Mà thiên nhiên. Thiên nhiên. Mình ngồi bà che nắng vậy nè. Ai dục coi chừng quăng lên đầu con vợ nha. Cái ngó nó non đã ghê luôn. Non lắm hả?
Anh dục, anh dục kiểu đó. Ôi không có được anh ơi, cái ngó ăn không được nha. Hả? Cái ngó nó như mốt vậy. Thử nhai thử cho mới biết. Thôi cái ngó nó như mốt không được. Nhai thử người ta nó ngon mà. Ngon không? Ngon người ta nói anh đâu. Ừ. Không nó như mốt. Không người ta nói ngon lắm. Nó như mốt. Nhưng mà nó vẫn ngon. Sao tụi nó ngon? À biết. Hả? Anh biết đâu. Anh đâu cần, anh cắt đống nó đi rồi nơ mà để cái đó đi, nó không cần dục vô em đâu. Anh cắt sau lưng anh một đống đó đó. Anh dục ngồi lên đầu em không? Okay. Chắc đóng của nó đây rồi ôm vô thôi. Mấy cây này. Mình lột. Nào mặt bẻ lại ha. Coi nè. Coi nó non nè. Chắc không sợ nó thấm nước. Hả? Thấm nước vô. Coi nè. Nước chất em lột sẵn em chất con lát rồi gom đi. Bây giờ em lụm là hả? Hả? Giờ em lụm là hả? Ừ. Không dục biết là hết biết đường. Giờ cầm lên cái nào nặng nặng là nó. Kinh khủng thiệt. Chà má lửa không dục. Ê không được bạn ơi. Nặng tới bước vô đâu đi. Ta kêu chắc đóng nó đi. Chắc đóng nó đi. Hai chớp, hai chớp. Nó non nè. Phải dài vậy đâu. Dễ nè. À. Trong ha. Đúng rồi. Tước hai lá rồi lấy trong nhỏ. Sao mấy ngồi. Thì nó ngồi. À, ngồi ngồi chịu khó ngồi ở đây tước luôn đi. Trả rác lại cho bả chứ. Công nhận thiệt bây giờ bả thấy công nhận hai đứa này ghê thiệt bây. Quằn nát cái đám cỏ của tao. Mỗi cái này ăn chắc cả làng chưa hết nữa đó trời ơi. Thì thằng lát này ăn bao nhiêu người mới hết. Ừ, kinh khủng. Thôi để nó ra bông đi. Đấy, vài bữa nó ra bông nhỏ 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 hộp á, lại anh tước à. Ừ, nó nhóc đây. Ừ. Vậy nó nhóc vào cây cho nó lên trước. Dụ nó có gỗ gì. Rồi bà có green house này kia nó nghe là vui giỡn nè. Ổng giờ ổng già, ổng hết chăm sóc được rồi. Nữa thôi, hai là ngưng. Nữa đi. Nghe lại nhiêu thôi ai biết anh. Hả? Cùng đó. Đây nè đưa đây em bưng ra. Dưa không biết sao làm dưa ở đây. Đó. Nó non coi nè, nhìn nè. Thùng rồi. Quá một đống nữa. Cái cọng của nó hết sức luôn. Còn đây. Còn nguyên cái hồ đây. Hồ còn cả đống nè. Mình tại người ta biết mình ta mới cho mình xuống bẻ chứ dễ gì. Tại vì của người ta đất của người ta biết dân gì ở đâu hiểu không? Ừ, quen. Bẻ vâng. Lạ lạ bước xuống là nó kêu sát dí mình liền. Để báo với chính quyền. Bà tính ở nhà. Mà bà đi công chuyện rồi, 7 giờ bà mới về. Ừ. Đứng đây vòng vòng rồi bà về ơi 10 phút nữa bà về tới rồi. Ừ, 7 giờ. Về tới kìa. Hả? Tới. Đâu? Ờ, bả về tới nói nhắc mới nói bả tới liền. Ủa phải bả không? Phải bả đâu? Bả chứ ai? À. Hello, yeah. We're on time. Look at that. Yeah, is that good? Why, why, why? Yeah. They're very soft. They're soft. And we cut down tree and we do the pickle. Maybe, maybe we can. Maybe we can I go cleaner. Nói chứ cái này tại vì Mỹ giống như có chỗ ở cái chỗ mà nó gì nó
Cái gì nursery hả? Ừ. Nó bán cái này về cho người ta cầm tiễn hả? Ừ. Còn cái lá này người ta chèn vô mấy cái thùng mà để ủ rượu nho đó, ta chèn vô cái kẽ đựng cho nó chảy nước á, bằng ba cái lá này nè. Wow, đã vậy. Ừ. Ơi, cái này em nghĩ nó lá nó khô á. Ừ. Em biết đan á. Đan lại. Ủa, nó dai lắm nha quý vị. Dai. Để nó mới làm cái đồ chèn cái thùng rượu đó. Ồ, cái này á, cái này phơi cho khô xong rồi đan vỏ. Ừ, nó ngon hơn cộng lục bình á. Chết cha không, em biết đan vỏ đó nha. Có ai mua vỏ không? Đặt đi, tôi đang bán luôn. Thiên nhiên. Còn có nó non nè. Được kìa đã. Nó còn ở dưới một đống ở dưới nữa kìa. Đống ở dưới chưa có tước. Trên lớp mặt thì tước rồi. Nhẹ nhẹ ta ơi, mình phải cầm mình chịu đó. Nó gãy. Non. Non của nó gãy. Đây. Thành phẩm mềm ghê hả? À. Mình cứ tước ra gì nè đó, mình cứ tước ra đi, ở trong cái non nè, cái non dữ lắm, nhẹ nhẹ nó gãy, nó như cọng giá vậy đó, nó quật quại luôn đó, đó. Mềm ghê hả? Cái này có nó non nè, con ta bứt mình bớt luôn. Này làm dưa chắc ngon lắm nè, này dạ. Xào ngon ấy em, nó non quá này xào. Thì... nấu con chua nè. Đó, có trái cội trong thôi. Ừ, nó non kinh khủng. Mình cứ từ từ tới cái này rồi đó. Mình cứ tước từ từ. Rồi. Rồi, bảo tóp con ba. Nó gãy luôn. Còn nó non nè. Lớp con cái nó gãy luôn. Rồi sao dục hết trơn rồi. Vậy còn lấy khúc này thôi. Để cái lá của nó. Đó, bỏ đi. Mình nhiều quá mà mình giàu quá mà anh. Mình giàu bồn hả? Mình giàu bồn quá rồi. Tại mấy năm trước vô rừng bẻ cây non không, tại nó không có nước á. Ai mua bồn không? Bồn tươi đi. 10 đồng một bao. Có ai mua bồn ngon không? Giống như măng này ha. Trắng tinh. Mà đứa này nó không có ra mũ đen nha. Trắng tươi. Ừ, trắng tươi hoài luôn á. Để mai mốt vậy thôi. Cuộc sống thiên nhiên. Tại mình không có tiền mình ra bẻ gặp vợ nha. À. Ta thấy cuộc đời này nó khổ vậy đó mọi người. Mình giàu người ta cũng ghét, mình nghèo nó cũng ghét, mình có ăn nó cũng ghét, mình giỏi hơn nó cũng ghét, mình đẹp hơn nó cũng ghét. Bởi vì kệ cha đi, ai làm gì làm. Mấy anh chị cứ sống theo cái giờ qua tới Mỹ rồi cứ sống theo cái gì mình thích thôi, kệ nó. Bây giờ nó rảnh quá nó ngồi đó nó cười mình đi. Nó rảnh quá nó ngồi nó kiếm chuyện ha. Còn mình giúp được gì mình giúp không được nó nghỉ. Cậy, ai quay lại cắn mình thì cắn cậy người ta. Còn mình thì mình cứ việc enjoy. Có ai sống mà được sống được hơn 500 tuổi không? Hay là 200 tuổi không? Có người nào sống được hơn 200 tuổi không? Mà ngồi đó kiếm chuyện. Rồi ai cũng tới già đi không nổi. Rồi lúc đó ngồi tôi đâu có làm gì đâu, sao giờ tôi đi không nổi, tôi có làm gì đâu. Không được rồi, làm này mà nói chuyện là không được rồi. Gãy hết nè. Nó gãy hết. Cái này phải làm nhẹ nhẹ tay. Trơn bùng bùng gãy không. Cái đó kêu bằng gì không? Gì? Cái đó kêu bằng em sân si đó. Em đang nói chuyện người khác mà em làm chuyện của em nó gãy lên gãy xuống, thấy chưa? Nó là quả báo đó. Quả báo nè, thấy chưa? Nè em bớt nói lại nè, thấy không? Thấy chưa? Nên thấy không? Còn y nguyên. Hả? Cái này là em bớt nói lại nè. Bởi vì khổ lắm, ý là em không có nói gì nhiều luôn đó nha. Mà còn vậy đó, nói thiệt luôn á. Mấy anh chị, trời ơi, cứ việc vui với gì mình có đi. Sống mà. Qua Mỹ rồi, ai từ từ cố gắng làm, còn người nào cũng sẽ có nhà thôi, yên tâm. Đừng thất vọng. Tại sao người ta làm được là mình làm được hả? Hở qua, thấy người ta có nhà mà không có nhà đừng có buồn. Thấy người ta đi làm cái mình chưa đi làm được mình cũng buồn, đừng buồn, ai cũng vậy à, giống nhau thôi. Tôi mới qua có biết gì đâu, giờ thấy đi bẻ ông bồn đúng không? Mỹ cũng giống như mình thôi, khác gì đâu đó. Ôi, cái cọng này công nhận luôn á, nãy giờ bẻ có cọng này đã nhất, mập kinh khủng luôn. Mập kinh khủng, con nó non nè. Đâu đi ăn thử miếng nè. Thôi ngứa không? Không, nãy em nhai rồi. Dạ không sao hả? Không, bồn mà làm sao ngứa được bạn. Thì cái này đem xào gì ăn ngon ta?
Hôm qua mình bắt hào. Ôi ơi. Hôm qua mình bắt sò với mấy con bây giờ lem mà không có hả? Có làm gỏi. Đúng rồi. Còn bò muối chua. Hôm gà nó ghé bẻ mà đâu có rảnh đâu. Ai là fan hâm mộ đi qua Oregon đi tôi dắt đi thôi mà thôi đi em đợi đâu. Tôi lên mạng tôi chữ người ta chữ tôi chữ lại giờ tôi đâu biết ai là đội mình ai là bởi vì mấy chị thông cảm à tại sao chửi quá à, mình thích thì mình chửi còn không thích thì thôi ai tôi chửi là mà là lấy nghe là tôi thương lắm tôi mới chửi đó thích có chửi lắm chửi chi kinh nghiệp để ồ bởi vậy tin. Tại vì tôi không muốn mấy anh chị gây nghiệp nên tôi chửi phụ chỉ ngược lại đặng cho mấy anh chị bớt nghiệp chứ em thiệt chứ em chửi em cũng mệt lắm mấy bộ. Trời còn mà muốn em tức trời ơi cứ nằm mơ đi mơ mốt khỏi chửi nữa thôi đâu gây nghiệp em không chửi nữa là em không gây nghiệp là mình một mình anh chị chịu luôn rồi để người ta chửi mà gây nghiệp thì trời rồi em bé, mà mấy người mà bùng ăn đi cho chắc đúng rồi mấy người mà em hay trên sóc hàng em sóc lại á em chửi lại á cái là em đang thương mấy anh chị em muốn chia sẻ nghiệp bớt tự nhiên em đâu làm gì đâu tự nhiên vô con quỷ này con quỷ kia đúng không mà em đánh em đâu có biết giận là gì làm YouTube ai cũng bị vậy á có bị chai chứ rồi ai thương mình vậy hả thì mình cảm ơn còn không thương thôi cũng bình thường à tại làm YouTube ê quên nói dặn mấy người mà mấy đứa mà hay mà nói trời dạo này thấy chị Tâm đẹp ga tôi không biết đẹp hay không tại tự mấy người nói nha để chị chỉ nè dễ lắm làm kênh YouTube đi lên nó tào lao như tôi vậy là xong rồi sao chúng nó chửi cái nó tạo nghiệp ngồi cười hoài cười viết cờ đẹp à chứ tôi là sáu banh nhà lòng đó mỗi người làm kênh YouTube cho tôi lên nó tào lao hơn tôi nữa là đẹp hơn nữa tôi tào lao lắm mà tại vì thôi con lớn rồi sắp làm xui rồi nhịn bớt á chứ tôi là xàm dữ lắm luôn đó thấy chưa đây giờ mình vừa nói chuyện mình vừa lột cái này sao mình thấy giờ mình chuyên nghiệp chứ ta ai có khi nào hòa bà khách bắt ra bắt đấy ai thấy ngon quá thôi hai bay đừng có bẻ nữa để dành tao bẻ tao ăn không à, bác kêu vợ anh dọn cái bồn cho bà cái hồ cho bà đó không có em nước rau gì ra uống bạn ơi nước đi nước ngọt đi xe có kìa gì hả tự mình đem tự mình uống luôn đi già vô dần nghỉ rồi ai biết sao chắc mấy thường thường mấy người già Mỹ không có tiền họ sợ nói trời chứ không có tại ổng sáng ba mới lại làm ống nè chứ đâu có lâu đâu trời coi nè đứt ruột không nó non cỡ đó đó mọi người thằng quay phim nó làm lăn lắp luôn á nên mọi người mới được cái mà một cái thước phim đẹp như thế này đó còn nó trắng nè trắng chin luôn bây giờ cũng muốn dắt mọi người fan hâm mộ đi bẻ bồn bồn cho biết mà biết sao không tại vì chửi quá bây giờ không biết phe đâu là phe ta mà phe đâu là phe địch luôn địch ta lẫn lộn rồi thiệt tại sao biết sao không nhiều khi buồn buồn không dạo này thì nghỉ chửi lại rồi bớt rồi tại vì quá bận rồi không có thời gian cũng may ông trời ông thương ông cho bớt tạo nghiệp chứ thôi nói xàm xàm tôi cái tôi xàm lại thành ra nó ghét mình hiểu không ghét mình nó chửi dữ lắm chửi xong rồi cái trời ơi người nào người nấy mang nghiệp trơn luôn gánh hết thì có khi nào họ bả ra bả chửi mình không ta bớt bớt cái lo xuống ô mà chắc nhà sao nghe không nghe đâu rồi tụi nó non nè rồi mấy thằng Mỹ nó cũng không thể nào tin được là nó non như vậy đâu nó non thiệt chứ bộ nó trắng mà không nhận thích dễ sợ luôn có hồ của bà này công nhận gì mà nó tốt gặp ở Việt Nam là nói cái hồ này có nuôi heo không mà sao nó tốt dữ vậy quý vị ủa bẻ hoài mà anh ý là mình kêu cũng ngừng nữa nghe mà nó còn vậy phải đứng bẻ một hồi nó chắc tôi lột đã luôn đi sao bao nhiêu đây về nhà mà dùng gác cũng mệt lắm đó nghe gán lột cho xong đi ây da
về là chỉ ăn rồi đi ngủ, sáng thì vậy đi rửa nail, thời gian quay phim để cho mọi người coi. Ui đặc thiệt là siêu nhân luôn á. Cái miệng quá trời quá đất mà chúng ghét rồi. Ê mấy anh chị đâu biết được một ngày nào đó chúng ta là bạn sao, nhiều khi thấy em ngoài vậy thôi á, chứ nhiều khi em cũng ok lắm á, em bực lên em chửi ngay mặt mà em không để trong bụng, em cũng đâu có trách mấy chị mà mấy anh mà lên trên trển mà hay nói em đâu, đâu có trách đâu. Tại nhiều khi mình ai mà không có lòng sân si đúng không đó. Sắp xong rồi còn 10 cộng nữa, chứ bình thường em cũng nói chuyện cũng nè, muốn em nói chuyện đàng hoàng cũng nói được bộ, để nói chuyện đàng hoàng nghe mấy anh chị có thấy em không, thấy nè nó đẹp quá không nè mấy anh chị thấy không, chỗ nó nõn nè luôn, chưa ăn gì ăn chắc ấu chết. Mọi người đâu có biết tôi khổ sở đến mức nào. Coi nè, tay chân thì không có mang bao tay luôn. Sắp xong chưa? Chưa, còn 20 cục nữa kìa. Trời ơi, lâu quá vậy. Ngủ chút đi bạn. Mệt chết. Ngủ đi. Mấy cộng gắn lên đây. Cố lên, cố lên, cố lên, sắp hết rồi. Hết rồi mà hết còn 20 cộng nữa, qua phụ người ta đây. Phụ ai quên phim. Thôi quay nhiêu được rồi, mọi người coi mọi người chán lắm rồi. Để quay cho hết cuộc tình luôn. Thôi quay xong mấy người ta coi nó thôi thôi thôi, thôi đừng có quan tâm nhiều quá. Sợ nó lắm rồi. Rồi mất công người ta gặp người ta chửi tôi, rồi người ta tạo nghiệp nữa. Rồi vậy đẹp cho nữa. Cho đẹp nữa. Ồ đẹp gì vừa thôi, đẹp quá người ta thấy ghê lắm. Đẹp quá rồi mất công người ta chửi nữa. Rồi đẹp nữa. Ừ. Đẹp tới ngày xuống lỗ luôn. À. Ơi sắp hết rồi. Hết rồi mà hết ra trong thùng nó còn hết đó. Mấy cộng kìa. Không nhiều lắm, mười mấy 20 cộng đó. Đây. Đi về. Xong rồi về về rửa sắt. Xào dĩa ăn. Còn cái này là muối chua nè. Để nước muối, đường rồi đó. Nấu rồi để nguội. Vài ba ngày nữa nó mới lên nào. Ok, bỏ tỏi vô. Xào. Khúc tỏi gì luôn đi cho nó lẹ. Nó bụng quá. Sắp vàng rồi. Mà đừng để vàng quá. Vàng quá khét luôn. Trộn trộn á. Thấy chưa? Trộn cái chảo luôn, phải trộn cái điện thoại. Chắc được rồi, cho nó vậy. Ây da còn nguyên cũ luôn rồi quý vị ơi. Cho nó tươm nè. Bột niêm nè, tại sao mình thích mọi người cứ được cho vô vườn ăn nha, và cũng thơm dữ. Này nấu canh chua chắc ngon ta. Mai nấu canh chua nữa, ta cho một cái sa mạch. Làm bộ mắm chả một cái sa mạch, mai đi lấy một cái sa mạch. Để nước mình thêm, nó cho nó không sao. Để miếng tiêu, miếng hành, miếng ngò gì là xong. Này như ta ăn sống rồi con nha ta. Lửa cao cao lên cho nó lại à. Chắc được rồi.
bơi hả? Đứng nguyên cây vậy hả? Ừ. Nào. Đó. Ừ, có hũ nó không biết chua không? Chưa. Ủa sao không có gót cái gốc mà đọt không nhỉ? Gốc đọt để cắt làm đâu vậy mà? Đâu làm đâu vậy hả? Ừ. Tưởng để cái đọt không chứ. Chiêu sao tỏi thôi, sao tỏi nước tương dầu ngào xong làm một dĩa rồi tính sao. Cái này có ông lùng. Ủa mình nhiều việc mà sao mình ăn cái gì không có cơm ta? Thôi ăn cơm với ú ù luôn, ăn miếng khoai đó. Còn Thơm nó không biết ăn nè. Thơm ăn cơm. Thơm còn tự nó với cơm nó ăn. Còn này là có con chấm chia ra làm bốn. Cô ăn sao ít vậy? Chia cho mọi người nhiều, nhìn lại của mình ít quá. Ok, rồi. Nhìn thấy cũng hấp dẫn ghê luôn. Nha. Cái này với lâu theo gì nè. Thịt nó mềm béo á. Rồi cái bồn bồn xào ăn ra nha. Ừ. Bồn bồn nó ngon hơn cái rau mát của mình phải không em? Đúng rồi. Vì bữa nào mình bẻ nó bên chua. Ừ, nó ngon, nó này nó bên chua ngon nè. Ừ, có thử cái ngó không? Ngon hơn bạc hà. Ừ. Ngọt hả? Nó mềm hơn, nó không dai nhất. Cái rau mát mình nấu nó bị nhớt nhớt với lại nó hơi tăng tăng chút. Để nấu chín. Cái này nấu ăn chua ngon. Để nấu thử ăn chua ha. Mình thấy cũng bình thường mà. Ngon. Ngon. Thơm đâu ăn? Tại qua Mỹ mới biết ăn. Ừ, mấy Việt Nam không biết ăn bùng bồn. Bồn này là không có phân thuốc nha. Thiên nhiên luôn. Nó mập ghê ha. Mập kinh khủng. Tưởng mình như ở Việt Nam cái nói rẻ phân cho nó mập. Ăn không ăn cơm. Nhưng mà lại ăn đủ á. Đơn giản ha. Ừ. Bơ. Bí. Bí Việt Nam mình á. Béo lắm. Cái này nè, chấm vô cái này ngon luôn.